cô gái bán vé số, gian cảnh chuyển khoản mượn tiền bằng tin nhắn giả. Anh kêu nó chuyển liền cho anh luôn, anh cho em mượn tiền mặt đi, tại vì em không có biết rút làm sao hết trơn á. Vậy thôi em nói với em chuyển cho anh trước nha. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha, em cảm ơn anh nha. Bị lừa rồi Nam ơi. Tao hỏi tao ẩu quá, tin nhắn nó gửi qua tao thấy cộng tiền vô, tao tưởng là tiền qua tài khoản tao rồi, tao mới đưa tiền mặt cho nó. Bây giờ vô app ngân hàng kiểm tra thì tiền nó chưa có vô nè. Chàng trai đang ngồi uống cà phê đợi bạn thì bất ngờ nghe được một tiếng khóc từ phía xa. Lúc này, trên cùng đoạn đường có xuất hiện bóng dáng của cô gái bán vé số, trong bộ dạng rất khó khăn, vừa đi vừa khóc, liên tục nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ mua vé số. Không những khóc, cô gái này còn than khổ, than người thân bệnh khiến mình bất lực không làm được gì để hỗ trợ. Bệnh ngay lúc này rồi, biết sao bây giờ. Cô gái tiến đến gần chỗ chàng trai này mời mua vé số với vẻ rất cầu khẩn. Thấy người thanh niên này có vẻ hiền lành, cô gái liền tiết lộ mình lên đây một thân một mình, mưu sinh bằng nghề đi bán vé số. Chuyện chẳng hay khi mẹ bị bệnh phải nằm viện nhưng lại không có tiền để điều trị, và bây giờ bệnh viện đang cần đóng tiền viện phí gấp, mà cô gái bán vé số này lại không có số tiền lớn đến như thế. Cảm thấy có vẻ như người thanh niên này không tin tưởng mình lắm, cô gái bán vé số liền đổi sang hỏi mượn tiền, xem người thanh niên này có tiền mặt ở đó không và nói sẽ nhờ người thân ở quê chuyển khoản trả lại. Vội tin, người thanh niên này bảo cô gái bán vé số hãy chuyển khoản cho mình trước và mình sẽ đưa tiền mặt cho cô ta. Nhưng anh không ngờ mình đang rơi vào một cái bẫy mà ở đó kẻ xấu đã có sẵn chiêu trò để chơi đùa với anh. Lúc này, chỉ thấy cô gái bán vé số lấy ra một chiếc điện thoại và gọi cho ai đó, và bảo rằng điện thoại hết tiền nên dành mượn điện thoại của người thanh niên kia. Được một lúc sau thì có tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Rất nhanh qua, người thanh niên này tin vội và đưa cho cô gái 3 triệu đồng tiền mặt. Cô gái cầm tiền và đứng lên cảm ơn người thanh niên này rối rít, rồi nhanh chân rời đi. Khổ gì mà khổ hết sức. Cô gái này vừa rời đi chưa được bao lâu thì bạn của người thanh niên này đến. Anh ta thắc mắc và hỏi cô gái kia là ai. Thì thanh niên này bảo là cô gái bán vé số nhà khó khăn phải đi mưu sinh, còn mẹ bị bệnh nặng nên giúp đỡ. Bạn nghe show ế, rồi nói với tao là mẹ đang bệnh, bây giờ cần tiền đóng viện phí cho mẹ mà không có tiền đóng. Rồi nói tao là nếu có tiền mặt thì ứng trước giùm nó, rồi sau đó nó kêu em nó dưới quê chuyển cho tao. Vậy thôi, tao giúp đỡ. Mẹ bệnh rồi gì chuyển khoản gì. Lúc này bạn của người thanh niên này mới thắc mắc vì khi chuyển khoản có thể chuyển thẳng vô bệnh viện sao lại chuyển qua tài khoản cá nhân được. Tại sao không chuyển như đó, sao lại chuyển cho mày lấy tiền mặt của mày là sao? Thì ai biết đâu, thì nói chung tiền mặt trong túi tao cũng có nè. Với lại thằng em nó chuyển khoản cho tao trước rồi tao mới tự tin nên tao mới lấy tiền mặt tao đưa, chứ đâu có khùng đâu đưa bá. Tin nhắn đó. Sau khi bạn của người thanh niên này kiểm tra lại thì không thấy chuyển vào tài khoản ngân hàng, mà chỉ là một đoạn tin nhắn bình thường, được soạn bằng tay từ số điện thoại của người em trai cô gái bán vé số lúc nãy. Mày luôn, coi đi, coi kỹ là đi. Rồi xong. Tin nhắn của số điện thoại lạ gửi cho mày. Lúc này, người thanh niên kia mới biết là mình đã bị lừa, chỉ cần vài giọt nước mắt sâu lắng, vài câu nói về cuộc đời đầy nghịch cảnh, đã theo đó cuốn bay 3 triệu đồng của người thanh niên này, cứ tưởng là tiền đã qua tài khoản nhưng ai ngờ được, chỉ có dòng tin nhắn giả mạo là qua điện thoại. Bất lực, thanh niên chỉ biết vò đầu bứt tóc mà không thể làm gì hơn. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Sáng sớm đi uống ly cà phê mà mất tới tận 3 triệu đồng thì rõ là quá sốc. Thời buổi hiện đại bây giờ, lừa đảo cũng có tổ chức và đầy mưu mô. Đây cũng là bài học cho người thanh niên này vì quá tin người và bất cẩn mà để cho kẻ xấu qua mặt. Rồi, tao mất đưa con gái được đi học hay đi được chứ tao muốn đi là đi đâu.